Dạ thưa quý anh chị cô bác, hồi sáng này em đi phóng sanh tôm, cũng là phóng sanh hết cái số tiền mà quý vị Phật tử gửi cho em để phóng sanh, còn dư được 200.000 đồng. Mà cái ổ dung lượng thì hết sức chứa rồi. Sau khi phóng sanh xong hết á, thì em nghe được biết là nhà cô chú đó vẫn còn tôm tép chết. Thì em nói là mua luôn cái tôm tép chết 80.000 về nhà em ăn, để em tìm ra cái cơ hội cứu được những cái con tôm còn sống trong cái đống tôm tép chết đó. Thì nó là những con tép bạc nha, thẻ nhỏ xíu á. Thì là biết là lựa trong cái đống chết đó thế nào cũng còn vài con sống, nên em mua luôn, em phóng sanh luôn. Em ăn xong rồi em đi ngủ. Em đi ngủ thì em thấy chị Phi Nhung đến cảm ơn em, nói là Tuy Un hãy cố gắng tiếp tục sống và làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Sau khi chị mất, chị được làm một chư thiên giảng sanh, đến giảng sanh lên trời. Thì chị đến chào tạm biệt vì cảm ơn hồi hướng phóng sanh giúp chị, nhưng mà chị không có muốn sống nữa, bởi vì chị đã hoàn thành sứ mệnh của chị ở nhân gian rồi. Sau khi chị bệnh, chị nằm đó, chị nghĩ rằng cái cuộc sống của mình đến thế giới khác tốt hơn. Chị muốn là những cái con cháu của chị, em của chị, người thân của chị tiếp tục mang cái hạnh nguyện Bồ Tát sống như chị, để rồi xong nhiệm vụ rồi đi. Dạ thì không biết ai coi được video này, thì chia sẻ là chị Phi Nhung ra đi thanh thản, lên trời làm tiên. Còn Tuy Un thì phải ở đây làm tiên coi dục. Trời ơi, thật ra cuộc sống ở nhân gian rất là mệt mỏi thưa anh vợ chị. Khi xuất hồn ra bên ngoài em thấy nó mới là thoải mái làm sao á, là mình tự do tự tại. Còn cái thân thể này nặng nề, thân thể này phải ăn, phải ngủ, phải ẻ, phải đi tiểu. Nếu mà bị dục chi phối á, hay là ăn uống những thứ dơ bẩn á, thì thân thể sẽ bị hủy hoại. Đó, thì cái lợi ích của việc phóng sanh là như đã thấy, khi em tỉnh lại ấy á, thì em cũng nghĩ là chắc mình khùng, mình điên nữa. Trời ơi, em đã nghĩ như vậy hàng chục năm rồi, nhưng không phải, tất cả đều là chân thật. Khi em tỉnh lại thì bây giờ em mới vừa tỉnh lại thì em mới vừa mật Zalo lên, thì được tin là chị Phi Nhung đã ra đi hồi trưa nay. Em còn mấy clip, em còn một clip phóng sanh rắn cho chị đó nữa mà em chưa đăng lên YouTube. Và khi em đăng lên kênh YouTube Tuy Un, em cũng không có nói là Phi Nhung hay là gì, em không giật tít câu view gì hết. Nhưng mà em làm chia video chia sẻ để quý anh chị cô bác biết, khi chúng ta đã sống hoàn thành trách nhiệm rồi thì chúng ta đi rất là thanh thản. Em đeo khẩu trang chút xíu nha, bởi vì sao hơi mất là sợ, nhưng mà tại vì em bị dị ứng với ăn những hóa chất. Hồi hôm bữa chị kia chỉ đi mua con cá nục ở ngoài chợ, em hỏi ngoài chợ có gì mua, mua gì mà em ăn không ăn thịt được, thịt có máu em ăn không được, mua cho em cá, mà cá gì, cá bạc má đó, không, chỉ đi mua cá nục. Chỉ mua cá nục thì con cá đó em biết nó hay có ướp chất, và em nghĩ chắc cũng không sao, nhưng mà em ăn vô em nổi cục mụn bọc, nó xấu. Đó, thì cái thân thể của mình, khi tại sao mà nhịp tim của em đập bình thường 54 nhịp trên phút, nhịp tim của em, tâm trương, tâm thu của em nó đang là tối ưu hóa. Em đang sở hữu một thân thể khỏe mạnh, nhưng đổi lại em đang dị ứng với tất cả mọi thứ dơ bẩn ở trong cái thế giới này. Em trở thành tiên cá, em có thể kết nối được với các thế giới khác, em có thể làm việc với ma quỷ, làm việc với chư thiên, làm việc với quỷ thần,
Em biết khi nào mình nên nói những gì mình không được nói phạm vào thiên cơ. Nhưng mà em muốn chắc chắn với anh chị rằng những ai mắc bệnh dịch Covid được em phóng sanh giùm, em thấy hầu như không ai muốn ở lại thế giới này. Đi giảng sanh hết luôn à. Ngộ ghê, em đã nói với anh chị rồi là cầu nguyện cho người thân của mình là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hồi hướng cho họ để họ tỉnh lại, họ làm tiếp tục cái Phật sự hay làm những nhiệm vụ của họ đang dễ dàng. Rồi mình nhìn thấy ở một anh ảnh đang có đứa con 3 tuổi như vậy đó, mà ảnh bệnh cái Covid cái ảnh đi luôn. Rồi chị cũng con cái cũng đi luôn. Rồi một anh có 2 đứa con rồi, vợ chết rồi, rồi còn 2 đứa con thôi à, bây giờ vẫn đi luôn để cho bà nội ở nhà lo. Bởi vì sao? Khi những cái người đó bắt đầu á, họ cảm thấy mệt mỏi thân thể của họ khi họ đối diện với bệnh tật, và họ được hồi hướng đúng cách, và họ được chư thiên đến dẫn lối, là họ tự nhiên họ muốn đi luôn à. Bởi vì họ nghĩ là xong nhiệm vụ rồi thôi, cứ đi, có cơ hội thì cứ đi thôi, chứ họ không còn muốn ở lại nữa. Bởi vì ở lại thấy cuộc sống như thế nào, ăn uống như sao, vợ chồng con cái thế nào, thì ai còn sống thì cố gắng sống tốt, còn ai mà đi được thì đi. Vãng sanh mà, đi vãng sanh, đi lên trời hay đi lên Niết Bàn làm Phật gì cũng là sướng, hay đến thế giới của Chúa cũng là sướng. Nói chung là đi theo con đường của chánh đạo là sướng. Nên em nghĩ là những ai đang phan cuồng chị Phi Nhung thì hãy nên vui vẻ và hồi hướng nhiều hơn. Bây giờ chị đó được lên trời rồi đó, được lên cõi trời Đao Lợi ở đó, thì cõi đó là sướng, sướng chắc luôn rồi. Nhưng mà vẫn tiếp tục hồi hướng cho chị đó thì chị đó có phước. Rồi một ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ hiện ra, bởi vì cái cõi trời đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay hiện ra để thuyết pháp cho chư thiên đó. Thì ai mà nghe cộng thêm được phước báo ở nhân gian này do gia đình hồi hướng nữa thì sanh thiên lên Niết Bàn luôn. Thì mấy bữa em hồi hướng cho chị Phi Nhung, em hướng đến Quan Thế Âm Bồ Tát giúp cho chị, nhưng mà em cảm thấy rất là mệt mỏi, em cảm thấy rất là nhức đầu luôn, rất là nhức đầu mệt mỏi, bởi vì biết là cái tâm của chị không có muốn ở lại cái thế giới này nữa, chị muốn đi nhưng mà em lại muốn giữ cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà cái linh hồn nó muốn đi nên không thể giữ, nên chị đi, chị cứ đi đi. Và Tây Un ở lại nhân gian thì Tây Un vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ giải cứu thiên nhiên và động vật. Ai hữu duyên thì Tây Un giúp. Công tác của chị rất là tốt. Bây giờ những người thân của chị hy vọng là họ sẽ tiếp tục mang cái hạnh nguyện Bồ Tát giống như chị và làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Chỉ có người sống họ mới cảm thấy là sự đau khổ, còn người chết là một linh hồn, họ không cảm thấy đau khổ nhiều đâu, thưa quý vị anh chị. Họ thấy khi mà tôi đã sống và tôi đã cống hiến nhiều rồi, khi tôi nằm xuống tôi cảm thấy rất là thoải mái. Tôi còn mấy đứa con à, mấy đứa con nó cũng sống tốt thôi. Tôi còn gia đình này kia à, buông bỏ là đi. Phật dạy là khi mà buông bỏ thân được là cứ đi đi. Đừng có nên luyến tiếc, bởi vì luyến tiếc là còn ở lại gia đình, mà ở lại gia đình thì chưa chắc mà có thể đầu thai vô được gia đình đó, mà có thể là đầu thai làm con vật sống trong gia đình đó. Giống như là một gia đình, giống như em không lấy vợ, thì một ba má em hay là người thân của em mất đi mà muốn gặp lại em thì sao? Phải đầu thai làm con chó để được ở bên em. Chứ em không lấy vợ rồi làm sao mà sanh ra làm con của em nữa. Nên cái tình cảm quyến luyến gia đình nó là một cái mối dây ràng buộc. Đó, chị Phi Nhung à, em cảm ơn chị đã đến thăm em. Em tuy làm tiên cá nhưng em cũng biết trước biết sau, biết là vẫn nói ra là vi phạm vào là thiên cơ này kia, nhưng mà vì lòng từ bi của chị, em cảm ơn chị đã nghĩ đến em. Chị đi làm tiên, chị sướng hơn em. Em nay làm tiên mắc đọa, sống ở cõi dục này, cố gắng giải cứu chúng sanh, mang hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát.
cố gắng sống làm sao để sau này thành Phật Di Lặc. Dạ. Để có thể giúp được nhiều hơn. Đó. Em giờ em mới tỉnh lại đó anh chị. Em ngủ không giống như người ta, thấy nhịp tim của em rồi chứ gì. Đập chậm hơn người bình thường gấp mấy lần, nên khi ngủ nhập định ghê lắm. Linh hồn nó mạnh lắm, nó muốn xuất ra đi đâu nó đi à. Mưa rồi, chị đi mưa luôn thấy chưa. Chị Nhung à, cười ra nước mắt luôn đó. Rất là sung sướng, trời mưa là báo điềm lành, còn trời nắng mới nguy hiểm. Mưa là cái những con vật nó vui lắm. Những con cá rồi nó thấy mưa nó mừng rỡ lắm. Thôi bây giờ em đi bơi đi anh chị.